bà ra số đấy nơi không clip video này cứ dùng green âm pi để bị tỏ được tiếp dùng green nơi hiện thị bấy cứ dùng green âm pi để must have been để used to be để ought to be để should be dùng từ chứ để is để are vì chênh từ để must have been dùng bỏ hạt cho bạn chỉ miễn rồi có trời tại miền phía bạc cọt chỉ nơi không ở tây tạ cả để mắt heo biến những cư ở tên này không ở tây tạ cả em yêu tiết để used to be để used to be nhưng bọn thật lộ miền ở vậy để thật lộ miền nơi không ở tây tạ miền này là lỡ ở miền để còn nó thật lộ miền chứng để must have been những dựng bộ thá trâu tài miết rư có chú ba chú miền ra cót chú miền dựng bỏ ra chú ba chú miền rư ra cót chú miền rư có trâu tài miền chẳng nhầm đã tài pi chú ba chú miền rư ra cót chú miền there must have been there used to be dựng bỏ ra thơ lộp miền past meaning ពី mình គឺ past meaning there must have been អត្តន័យនឹងអតីតកាល there used to be ក៏អតីតកាលដែរ there must have been យើងបោះថាត្រូវតែមានឬក៏ច្បាស់ជាមានឬក៏ប្រកាសជាមានយើងមើលឧទាហរណ៍ there must have been someone coming in here នឹងយើងបោះថាចូលមកក្នុងThere must have been someone coming in here. Chúng ta chấp bác chìa miến. Chúng ta bác gót chìa miến. Nó nằm ở nhé. Châu lô màu khó nóng. Cần lấy nì. Chúng ta dừng châu lô màu tụ dừng tới. Khi rạch rơi bái. Chúng ta bắt rô bọc dừng tới. Chúng ta there must have been someone coming in here. Bác gót chìa miến. Nó nằm ở nhé. Châu lô màu khó nóng cần lấy nì.Người dùng bắt chôn một tí đi. Người tiết There must have been someone stealing my money. There must have been someone stealing my money. Dùng bắt là Prakat chú miến nó làm nè lụi lụi rồi bọc nhầm. There must have been a traffic accidentThere must have been a traffic accident. Dương bọt hà prakot chìm miến cực thân hạ chả ra cho. Cực thà dương tự tới vương tuần hạt cá. Dương tìa thà dương miến cực thà bạc chìm miến cực thân hạ chả ra cho. Mùi tiết chúng ta There must have been a conflict that time. There must have been a conflictthat time ជាងបោះថាច្បាស់ជាមានចំនួនមួយនៅពេលនោះអញ្ចឹងខ្ញុំបោះឲ្យសារថ្មី there must have been someone coming in here ប្រកាសជាមាននរណាម្នាក់ចូលមកទីនេះ there must have been someone stealing my money ច្បាស់ជាឬក៏ប្រកាសជាមាននរណាម្នាក់មកលួចលុយរបស់ខ្ញុំ There must have been a traffic accident ជាបរិបកតជាមានឬក៏ច្បាស់ជាមានជាងយើងអាចបោះថាត្រូវតែមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយ There must have been a conflict that time យើងបោះច្បាស់ជាមានចំនួនមួយនៅពេលនោះតើយើងចូលដល់ used to be យើងបោះថាធ្លាប់មាន there used to be ធ្លាប់មាននិយាយពី past meaning គឺ there used to be នឹងគឺប្រើសម្រាប់អតីតកាលកាលណាយើងនិយាយថាធ្លាប់មានមានន័យថាឥឡូវនេះអត់មានទេកាលណាយើងនិយាយថាមិនធ្លាប់មានឥឡូវនេះមានន័យថាឥឡូវនេះមានអញ្ចឹង there used to be there didn't used to be នឹងគឺប្រើក្នុងអត្ថន័យបែបហ្នឹងឥឡូវយើងរៀនអំពី positive ប្រយោគ
srob jeung there used to be jeung bora thlop mien jeung utihor there used to be a big tree here there used to be a big tree here jeung mien nei tha thlop mien daum chheu thom muoy daum nau ti ni mien nei tha lau ning ot mien te pi mun mien tae jeung dang tha vi mien pi mun hai jeung dei prak ke tha thlop mien there used to be a big tree here thlop mien daum chheu thom muoy daum nau ti ni there used to be volcanoes in Cambodia. There used to be volcanoes in Cambodia. Volcano nó cứ dừng bỏ ra nung phlương. Chính dừng bỏ ra thlop miến nung phlương nơi Campuchia. Đừng miền năng vì sao mày bỏ ra nà. Có cái dừng bỏ ra used to be đây. There used to be volcanoes in Cambodia. Thlop miến nung phlương nơi Campuchia. There used to be five men living in that house. There used to be five men living in that house. There used to be five men living in that house. Chứng nhận bảo là thlop miến một nụ phạm nè, rồi thlop miến bảo là phạm nè, ruột nơi nông tè nụ. Một chút kì, there used to be dinosaur in the world. Dinosaur. There used to be dinosaur in the world. Chúng bảo là thlop miên dinosaur, sat dinosaur. There used to be dinosaur in the world. Thlop miên sat dinosaur nơi lơ bị phục lục. Chẳng sao thầm mấy tiếng ạ. There used to be a big tree here. Thlop miên đám chơ thông mùi đám nơi tì nì. There used to be volcanoes in Cambodia. Thlop miên phnom phleung nơi Campuchia. There used to be five men living in that house. Thlop miên borok pram nè ruh nơi khnong teh nu. There used to be dinosaur in the world. Thlop miên sat dinosaur nơi khnong pi phop lok. Riêng châu tờ mư negative mà đó. Negative ประโยค ปฏิเสธ ຈັ່ງ ประโยค ปฏิเสธ คือ there didn't used to be there didn't used to be ຍັງ ບໍ່ ຖ້າ ມັນ ທະລອບ ມີນ ຈັ່ງ ອຸທິຫໍ there didn't used to be a big tree here ຍັງ ບໍ່ ຖ້າ ມັນ ທະລອບ ມີນ đào chớ thông mấy đào nơi tiên địch tì. There didn't used to be any storms in Cambodia. Dựng bảo là phung thơ lộp miến, rồi còn mân thơ lộp miến chục tì nơi Campuchia. There didn't used to be any storms in Cambodia. Phung thơ lộp miến chục tì, chục tì nơi Campuchia. Storm nó như bảo là chục. There didn't used to be anyone living in that house. There didn't used to be anyone living in that house. Pum thlop mien na na mne ruh nau knong teh nu te. There didn't used to be any tsunami waves in the world. There didn't used to be any tsunami waves in the world. Thế nhưng bà đã phụng thlop miến rồi lọc tsunami nơi lưu bị phục lộn tì. À sao thầm ấy. There didn't used to be a big tree here. Phụng thlop miến đám chơi thông mấy đáo nơi tình tì. There didn't used to be any storms in Cambodia. Phụng thlop miến sắp chút nơi Campuchia tì.
There didn't used to be anyone living in that house. ពុំធ្លាប់មាននរណាម្នាក់រស់នៅក្នុងផ្ទះនោះទេ. There didn't used to be any tsunami waves in the world. ពុំធ្លាប់មានរលកស៊ូណាមីនៅក្នុងពិភពលោកទេ.កន្លែងនេះគឺយើងដាក់ any នេះយើងដាក់វាជាគុណនាមជាឲ្យគុណនាមចំនួនមិនជាក់លាក់មិនហាអាចអាចបញ្ជាក់អំពី tsunami waves អញ្ចឹងរកយក tsunami waves គេថាយើងកំណត់នឹងប្រមាណយើងដាក់ any ទៅ interactive didn't there used to be យើងបកថាតើធ្លាប់មានចុងក្រោយឬទេយ៉ាងម៉េចហើយអាចស្ដាប់បានក្នុងភាសាខ្មែរទាំង did there used to be ដល់គេសំនួរគេបោះតើធ្លាប់មានឧទាហរណ៍ didn't there used to be a big tree here តើធ្លាប់មានតើធ្លាប់មានដើមឈើធំមួយដើមនៅទីនេះឬទេ didThere used to be any storms in Cambodia? Did there used to be any storms in Cambodia? តើធ្លាប់មានខ្យល់ព្យុះនៅកម្ពុជាឬទេ? Did there used to be any living in that house? Anyone living in that house? Did there used to be anyone living in that house?តើធ្លាប់មាននរណាម្នាក់រស់នៅក្នុងផ្ទះនោះទេ? មួយទៀត Didn't there used to be any tsunami waves in the world? តើធ្លាប់មានរលកយក្ស tsunami នៅលើពិភពលោកឬទេ? ភាសាថ្មី Did there used to be a big tree here? តើធ្លាប់មានដើមឈើធំមួយដើមនៅទីនេះឬទេ?Did there used to be any storms in Cambodia? តើធ្លាប់មានខ្យល់ព្យុះនៅកម្ពុជាឬទេ? Did there used to be anyone living in that house? តើធ្លាប់មាននរណាម្នាក់រស់នៅក្នុងផ្ទះនោះឬទេ? Did there used to be any tsunami waves in the world? តើធ្លាប់មានរលកយក្ស tsunami នៅលើពិភពលោកឬទេ?ឥឡូវនិយាយពី advice នេះយើងប្រើ suit ឬ ought to ថា ought to វាមានន័យ strong មានន័យខ្លាំងជាង suit ហើយយើងបកដូចគ្នាទេ there should be យើងបកថាគួរមាន there should be យើងបកថាគួរមានឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ there should be a table here គួរមានតុកមួយនៅទីនេះយើងមើលឃើញទំនៅថាគួរតែដាក់តុកមួយនៅកន្លែងនេះគួរលេងអញ្ចឹងដែរ There should be a table here There should be a table here គួរមានតុកមួយនៅទីនេះ There should be pictures about formulas hanging on the walls There should be pictures about formulas hanging on the walls យើងបើគួរមានរូបភាពអំពីរូបមន្តព្យួរនៅតាមជញ្ជាំង There should be someone standing here to wait for her There should be someone standing here to wait for her បានថាគូមាននរណាម្នាក់នៅឈើទីនេះចាំនាង There should be a plant here There should be a plant hereបានន័យថាគូមានរុក្ខជាតិមួយដើមនៅទីនេះកូនដើមឈើតូចៗនេះដើម្បីលម្អ There should be a plant here គូមានដើមឈើមួយដើមនៅទីនេះសាថ្មី There should be a table here គូមានតុកមួយនៅទីនេះ There should be pictures about formulas hanging on the walls គូមានរូបភាពអំពីរូបមន្តយូរនៅលើជញ្ជាំងThere should be someone standing here to wait for her. គូមាននរណាម្នាក់នៅឈរទីនេះដើម្បីរង់ចាំនាង. There should be a plant here.
Cú miên đám chơi mũi đám nơi tì nịch. Nhưng châu ought to be. There ought to be. Nhưng bảo là cú miên đấy. There ought to be a table here. Cú miên tóc nơi tì nịch. There ought to be a table here. Cú miên tóc mũi nơi tì nịch. There ought to be pictures about formulas hanging on the walls. Cú miên rụp hiệp, ông phí rụp bổ môn, nợ chua lời chuyện chuyện. There ought to be someone standing here to wait for her. Cú miên nợ nà mà nẹ, nợ chó, tí ní, đã mới rộng trăm niềm, rộng trăm niềm. There ought to be a plant here. Cú miên đám chữ mùi đám nơi tì nì. À, sao mày tưởng ảnh này. There ought to be a table here. Cú miên tóc mùi nơi tì nì. There ought to be pictures about formulas hanging on the walls. Cú miên rụp hiếp ông pi rụp bụng muốn nơi dùa lời chung chàng. There ought to be someone standing here to wait for her. Cú miên nơi nà mà nẹ. Chờ nơi tí ní, đã bây rộng chạm niềng. There ought to be a plant here. Cú miên đám chơ mị đám nơi tí ní. Lấy dân chạm tại phần này, dân chụp nghe này bị ổ cỏi tiếp. Xong chùm điệp lý, xong ổ cùn.